Trời ơi, sao lại có thai thế này? Làm nào bây giờ? Alo, anh đây, em yêu. Anh à, em có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì thế? Có gì cho anh à? Em có quà rất to dành cho anh. Thế á? Em mau nói đi, anh hồi hộp quá. Em có thai rồi ạ. Cái gì? Em có thai á? Vâng, em có thai rồi. Em vừa thử lên hai vạch đậm luôn. Anh vui lắm đúng không? Thế bao giờ anh định tổ chức đám cưới đây? Vui cái con khỉ ấy. Cưới xin cái gì? Cô có thai với thằng nào? Giờ lại bắt thằng này đổ vỏ à? Này, thằng này không có ngu nhá. Có với thằng nào thì tìm thằng đấy mà giải quyết. Đừng có ăn vạ cái thằng này. Anh nói thế mà nghe được à? Tôi có thai với anh đấy. Bây giờ anh định phủ tay không nhận đúng không? Tôi không cần biết. Loại con gái dễ dãi như cô ngủ không biết bao nhiêu thằng rồi. Làm sao tôi biết cái thai trong bụng của cô là con của ai? Mà thôi cô biến đi. Từ giờ đừng có làm phiền đến thằng này nữa. Biến. Cái thằng khốn nạn này nữa. Anh phải chịu trách nhiệm cho đứa con của tôi. Alo. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao thế này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin... Khốn nạn. Sao anh dám làm thế với tôi? Trời ơi. Làm sao bây giờ? Nhiên à, em đang làm gì vậy? Em ăn tối chưa? Em làm gì mà anh gọi mãi em không nghe máy? Anh rất lo lắng cho em. Đọc được tin nhắn của anh thì em gọi lại luôn cho anh nhé. Mù à? Đi được cái kiểu gì đấy? Bắt để sau gáy à? Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Sao cái gì? Sáng ra đã gặp phải cái thằng điên, bực hết cả mình. Này cô ăn nói cho lịch sự một chút. Tôi va phải cô tôi đã xin lỗi rồi. Cô có cần nặng lời như thế không? Cô bảo ai điên? Tao bảo mày đấy. Không lẽ bây giờ mày va vào tao, tao lại còn phải ngọt ngào với mày nữa à? Bố cái thằng điên, thôi biến đi. Cô... Sao? Muốn đánh đàn bà con gái à? Đấy, đánh đi. Đúng là văn hóa kém. Tôi không thèm động vào, bật tay. Tưởng thế nào? Thằng dội nữa, điên hết cả người. Xin phép anh, cho tôi được ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Dạo này tôi nhiều việc quá. Ghi âm lại, lát tôi về tôi phân tích lại dự án sẽ tốt hơn. Được ạ, xin mời anh cứ tự nhiên. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Đây, mời anh xem qua dự án bên tôi ạ. Chờ tao lâu chưa? Tao cũng vừa mới tới thôi. Mà sao? Có chuyện gì mà gọi tao ra đây? Tao có bầu rồi, nhưng mà thằng kia không nhận. Tao đang tính để cho thằng Long đổ vỏ. Mày điên à? Thằng Long mà phát hiện ra là chết đấy. Chủ tịch Dương, anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À, không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục nhé. Mày yên tâm, thằng Long bị tao lừa từ đầu. Nó vẫn đang nghĩ thằng ngoan hiền lắm. Nhưng liệu nó có tin không mày? Đơn giản mà. Tao chỉ cần bảo với nó cái thai này là con của nó, kiểu gì cũng tin. Được cái thằng này yêu tao lắm, ngu ngơ có biết cái gì đâu. Mà nhà nó nhá, giàu nứt đố đổ vách ra. Tao lừa nó xong, về nhà sống như bà Hoàng, chẳng phải lo nghĩ gì. Ơ, thế mày định lấy nó thật à? Thì trước mắt cứ như vậy đã. Tao lấy nó về, đẻ con ra. Một thời gian sau thì ly hôn, chia đôi tài sản. Tao vứt con cho nó nuôi. Kế hoạch có hoàn hảo. Mày đúng là cáo già thật đấy. Kế vậy mà cũng nghĩ ra được. Tao vừa lại mà. Thôi, ngồi đây chán lắm, đi mua sắm đi. Ok, đi luôn. Rồi rồi, cái này hợp lý này.
anh ơi. Em có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Chuyện gì thế? Em nói đi. Nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần nhá. Gì mà nghiêm trọng thế? Này, em định chia tay với anh đấy à? Không được đâu nhá. Em biết là anh yêu em mà. Em biết rồi. Chỉ cần anh yêu thương em thật lòng, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Thế suốt cuộc là có chuyện gì? Em có thai rồi. Hả? Em nói thật à? Này, thế là anh sắp được làm bố à? Hôm nay em đi khám được gần 2 tháng rồi anh ạ. Thế anh tính sao? Còn tính sao nữa? Anh sẽ đưa em về nhà để nói chuyện với cả gia đình, rồi chúng mình sẽ lên kế hoạch để đám cưới. Nhưng mà... Còn nhưng nhị gì nữa? Chả lẽ em chờ cho cái bụng của em nó to lên, lúc đấy mới tính cái chuyện cưới xin à? Tại vì em chưa sẵn sàng làm mẹ, nên... Không sao cả, có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Em thật may mắn vì gặp được anh. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em. Anh mới là người phải cảm ơn em chứ. Vì em yêu anh, rồi bây giờ lại mang cho mình đứa con của anh nữa. Anh đúng là ngu hết chỗ nói anh Long ạ. Thôi được rồi, để tôi moi hết tài sản của anh. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại đổi ý muốn tham gia các dự án ở công ty vậy? Anh, em sẽ nghe lời anh, em sẽ cố gắng làm việc, em sẽ nghĩ kỹ rồi. Tốt, em nghĩ được như thế anh rất mừng. Nhưng mà động lực nào khiến thằng em bướng bỉnh của anh lại đổi ý nhanh thế? Anh, em báo với anh một tin vui. Em sắp làm bố rồi. Sao? Người yêu em ấy có thai rồi, được gần 2 tháng. Có thai á? Vâng, cô ấy có thai rồi. Vậy nên là em muốn bàn bạc chuyện này với anh. Em tính là sau đám cưới em sẽ chuyển sang căn biệt thự ở ngoại thành, ở với vợ của em. Đã tính toán hết rồi cơ à? Giỏi. Mày giỏi hơn anh mày rồi đấy. Thế anh tính sao ạ? Còn tính sao nữa? Thì cứ đưa em dâu tương lai của anh về đây, để anh có nói chuyện, rồi ra mắt họ hàng hai bên chứ sao. Và cảm ơn anh. Thôi, em lên phòng báo tin cho người yêu em đây. Tao có bầu rồi, nhưng mà thằng kia không nhận. Tao đang tính để cho thằng Long đổ vỏ. Cái gì? Thằng Danh này có khi nào nó bị đổ vỏ không nhỉ? Thế nào rồi? Phi vụ đổ vỏ ổn chứ? Mày có phải hỏi à? Đương nhiên là thành công tốt đẹp rồi. Hôm trước tao bảo với thằng Long là tao có thai. Nó mừng như bắt được vàng với mày ạ. Xong còn bảo với tao là phải tiến hành đám cưới càng nhanh càng tốt. Long, đám cưới? Thằng Long nó là con nhà đại gia, bố mẹ thì ở nước ngoài. Thế tài sản ở Việt Nam là do nó phụ trách hết à? Cái này thì tao cũng không rõ. Hình như là nó còn anh chị em gì đó nữa cơ. Nhưng mà quan tâm làm cái gì? Tài sản nhà nó chia ra ấy thì vẫn còn nhiều. Sau này tao ly hôn nhá, thì tao sẽ có một khoản, mà con tao cũng sẽ có một khoản. Đầu óc mày đúng là nghĩ được nham hiểm độc ác thật đấy. Tao đến phục mày. Đương nhiên, có tiền là có tất cả. Thế bố đứa bé thì sao? Nhỡ hắn ta quay lại thì làm thế nào? Cái thằng khốn này đang đi trốn nợ rồi, chắc không quay về đâu. Mày khỏi lo.
Trùng hợp quá nhỉ. Có vẻ như cô ta chính là em dâu tương lai của mình. Phải vạch trần kế hoạch của cô ta mới được. Cô là... Cô có biết là tôi bấm chuông bao nhiêu lần rồi không? Chậm chạp thế hả? Xin lỗi, lúc nãy tôi bận dọn nhà vệ sinh nên không để ý. Nhưng cô là... Tôi là người yêu của anh Long. À, dạ vâng. Chào cô, cậu Long có gọi điện cho tôi, nói là có người yêu qua. Tôi có chuẩn bị ít hoa quả, cô đợi tôi một lát nhá, để tôi mang ra. À này. Cô vừa mới dọn nhà vệ sinh xong đúng không? Rửa tay sạch sẽ đi ấy nhá. À, dạ vâng, cô yên tâm ạ. Nhà rộng đẹp thật đấy. Sau này mình sẽ là bà chủ của căn nhà này. Mời cô ạ. Cứ để đấy. À, nhà tôi vừa mới lau xong. Hay là cô đổ dép đi trong nhà giúp tôi được không ạ? Không thích. Thế nhưng mà như thế sẽ làm bẩn sàn mất ạ. Tôi không quan tâm. Chẳng phải việc của cô là lau dọn sao? Trả tiền cho cô là để làm những việc này mà. Cô! Làm sao? Sau này ấy, tôi là chủ căn nhà này đấy. Là chủ của cô đấy. Nghe rõ chưa? Dạ vâng. Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng có mà cằn nhằn. Dạ nhưng mà cậu chủ có dặn là nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ. Cô cứ thay dép đi trong nhà giúp tôi. Còn chỗ này tôi sẽ lau lại luôn. Chứ không thì bẩn quá. À! Tôi nói cho cô biết. Cái táp này là để cho cô nhớ rõ. Tôi nói một là một, hai là hai. Đừng bao giờ cãi lại. Và cũng đừng bao giờ sai lại tôi. Chị Tuyết, có chuyện gì vậy? Cô này... Anh là ai? Những tên quen. À, cái thằng điên hôm trước ở quán cà phê đúng không? Anh đến đây làm gì? Chị Tuyết, chị lên chườm đá đi. Kiểu sưng lên đấy. Hóa ra là hai chị em à? Chị làm giúp việc thì chắc thằng em là bảo vệ rồi. À, đi xuống dưới nhà dắt cho tao cái xe gọn vào. Tại sao tôi phải dắt cho cô? Cô là ai? Là ai á? Thế để tao giới thiệu để cho mày biết nhá. Tao là vợ tương lai của cậu chủ Long mày đấy. Và cũng chính là chủ nhân tương lai của căn nhà này. Ra là vậy. Không hiểu sao cậu Long lại có thể yêu cô được nhỉ? Vừa xấu tính, vừa ghê gớm. Mày có biết là tao đang mang thai không? Tôi chỉ hất nhẹ thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu. Đây là con của anh Long. Nó mà xảy ra chuyện gì á, tao sẽ đuổi việc mày. Trước khi nói chuyện với tôi, cô đi thay dép ngay. Mày lại còn sai tao à? Cái thằng này... Em bị sao đấy? Anh Long ơi, em đau bụng quá. Anh đã bảo em rồi phải đi lại cẩn thận cơ mà. Em đang có bầu cơ mà. Tất cả là tại cái anh bảo vệ này này. Em đã bảo là em đang mang thai. Tính khí có chút khó chịu thôi. Em không muốn đeo dép ở trong nhà. Thế mà anh ấy lại đẩy em. Anh ơi, anh phải lấy lại công bằng cho em anh ạ. Sao? Em nói là anh ấy đẩy em á? Không phải chứ. Anh ấy còn chưa vào động tay động chân với ai cơ, nhất là phụ nữ ấy. Anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ em lại đổ oan cho một anh bảo vệ ạ? Ai nói với em anh ấy là bảo vệ? Có bảo vệ nào ăn mặc thế này không? Anh ấy là anh trai ruột của anh đấy. Dạ? Anh trai á? Sao anh không nói sớm cho em biết? Em tưởng là gia đình của anh ở bên nước ngoài hết rồi mà. Ừ, anh với cả anh trai ở lại tiếp quản công ty mà. Th-
Thế là em hiểu nhầm anh rồi anh ạ. À, cũng một phần là vì em có bầu cho nên là đầu óc rồi tính khí em nó hơi thất thường. Có gì không phải anh bỏ qua cho em nhá. Cô diễn kịch giỏi thật đấy. Anh, sao anh lại nói thế? Em bị lừa rồi. Cái thai trong bụng cô ta không phải là của em đâu. Anh vừa nói cái gì vậy? Anh ơi, anh nói cái gì vậy ạ? Anh có ghét em thì cũng không nên vu khống em cái việc quan trọng như vậy được ạ. Cô nói tôi vu khống à? Được, tôi cho cô xem cái này. Cái gì vậy ạ? Cô xem đi. Tao đang tính để cho thằng Long đổ vỏ. Cái gì? Cô mau nói gì đi, mau giải thích đi. À, anh ơi, không phải như thế này đâu, không phải đâu ạ. Chính miệng cô nói, cô còn chối à? Mà khoan, tôi vẫn còn một đoạn ghi âm nữa. Tại sao anh lại có những thứ này? Thật trùng hợp là quán cà phê, tôi thường xuyên tiếp khách ở đó. Cũng là nơi mà cô và bạn cô hay đến chém gió. Và thế là... Cô lừa tôi. Tại sao? Anh ơi, em yêu anh thật lòng mà. Em xin anh, cho em một cơ hội đi ạ. Cơ hội gì? Cô muốn tôi đổ vỏ, muốn tôi nuôi con cho cô, xong cô muốn đòi cả tài sản của tôi á? Tôi đâu có ngu. Mau ra khỏi nhà tôi. Cút! Anh đừng có đuổi em ạ. Chẳng phải anh nói là anh rất yêu em còn gì. Đúng là tôi yêu cô nên mới tin tưởng cô tuyệt đối. Bề ngoài cô giả vờ ngoan hiền yêu tôi, nhưng thực chất là một kẻ hư hỏng hám tiền. Cút ngay! Biến ra khỏi nhà của tôi. Cô đang làm bẩn nhà tôi đấy. Đi đi.